Xin kính chào tất cả bà con, chào mừng bà con quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ khả năng thu hồi phòng. Số điện thoại 0326062789. Trước mắt các vị anh chị là mẫu xe Vios gia đình đời 2016, máy mới nhé, máy màu trắng rồi, chứ không phải xe mà máy đen đâu. Máy màu trắng form mới đời 2016 với động cơ dual VVTi, nó tiết kiệm nhiên liệu hơn so với dòng máy cũ một chút thôi. Độ bền hai máy ngang nhau và cái máy này nó to hơn và đẹp hơn một tí. Đấy, và form của nó thì vẫn là form cũ thôi, nhưng mà nó được trang bị cái động cơ đua. Và đặc biệt là chiếc xe này chiếc gia đình các bác nhé. Đấy, không khoan đục, không taxi. Có thể người ta chạy dịch vụ ở nhà nhưng mà đi rất là ít, mới. Và keo chỉ zin hết các bác nhé. Được trang bị năng đúc R15 với 4 phanh đĩa, 4 bánh cùng với cụm phanh ABS được chia đều cho 4 bánh nữa, nên chúng ta được trải nghiệm rất là an toàn trên đường cao tốc. Anh em nhìn thấy mang nước sơn màu đen và không một vết sơn nào xước cả. Duy nhất chỉ có một cái em đang cần khắc phục, đó là cái vè mưa nó đang bị gãy này. Vì anh em sẽ lắp cái vè mưa mới cho bà con các bác anh chị nào muốn quan tâm đến mẫu xe này. Đấy, sơn xi không cần làm gì cả, chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Với động cơ 1.5 thì dòng Toyota thì nó tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối, nó chỉ khoảng 5 lít rưỡi trên 100 km. Đấy. Với cửa tiền này anh em có thể lựa chọn một chiếc Kia K3 đời 2014 đằng kia. Gia đình xịn, xịn sò, 8 vạn rưỡi. Hoặc là một chiếc Vios đời 2016. Rất phù hợp cho anh em làm dịch vụ, làm xe hoa đám cưới, làm xe gia đình, tránh mưa tránh nắng rồi thì đi công việc. Đôi khi các bác có xe về rất nhiều việc để phục vụ cho bà con, có ba anh chị nào có nhu cầu đi lại. Đấy, thì anh em đợt này Vios đang rất là cháy hàng và rất là đắt. Các bác nào mà có xe đẹp cứ muốn bán cứ alo cho Khải Đăng Ô Tô, em mua rất là cao các bác nhé. Mua cực kỳ cao luôn, nếu xe đẹp cứ đẹp như này em mua cao hẳn lên cho bà con có ba anh chị luôn. Đời 2016 mà máy trắng này thì nó cũng thực ra về cái form dáng thì nó cũng chẳng khác gì cả, nhưng mà nó có hơn cái mẫu ve trắng máy trắng thôi. Và nó cũng là cuối năm 2016 rồi, sử dụng được mấy khoảng hơn 5 năm thôi, nên là nó đi cũng rất là mới và bền. Máy vẫn zin, mặt máy vẫn chưa ra các bác nhé, chưa có mở máy mở mung gì hết. Và không có đâm đụng va chạm ngập nước. Đôi đèn pha anh em có thể nhìn thấy là nó còn sáng bóng như nhau, độ mờ nó như nhau, và nó là đèn zin theo xe, không có vết nứt chân chim. Nhiều anh em mà thay đèn rồi nhé, cái đèn Trung Quốc thì nó không bao giờ nó đẹp bằng cái đèn pha zin này được. Đấy. Đôi đèn pha, đèn gầm là nguyên zin theo xe nhé. Cản trước là nguyên zin, chưa hề có đâm va gì. Biển Hải Phòng tư nhân chính chủ, hình như một chủ từ mới thì đúng hơn. 15A27971 này. Đấy. Gương kính chỉnh điện, cụp xòe gương, sinh an tích hợp là nó là nguyên bản theo xe, không cần nâng độ gì cả. Đấy, đăng kiểm thì tới tháng 10 năm 2023 cơ. Ui giời, tháng 10 năm 2023 các bạn. Nó dài miên man luôn các bác nhé. Và nó là một dòng xe mà nó có độ bền và tiết kiệm nhiên liệu gần như là đứng đầu phân khúc hạng B. Đó. Ngoài ra thì không còn thằng nào có thể hơn được nó nữa. Đấy, độ bền cao, tiết kiệm và không hỏng vặt. Đồ đạc phụ tùng sửa chữa thay thế thì ở đâu cũng có. 4 nốp em thấy còn rất là mới nhé. Anh em vẫn đi khoảng tầm 2-3 năm nữa. Nếu anh em đi gia đình thì thực sự mấy các bác là dòng Vios này thì nó vừa lành vừa bền vừa tiết kiệm nhiên liệu. Và nhiều người đang muốn quan tâm là chiếc xe này em bán bao nhiêu thì em bán rất là cao, giá rất là cao các bác nhé. Xe đẹp nên là anh em nào muốn bán xe cứ thể alo cho Khải Đăng Ô Tô. Có những chiếc xe mà đã qua dịch vụ đời 2015-16 nhà em bán có 300 thôi. Nhưng chiếc này xe gia đình em bán 368 triệu đồng đời 2016 máy trắng nhé. Máy đen thì bên em bán khoảng tầm khuôn 340-330 nếu xe gia đình. Còn nếu dịch vụ rồi thì chơi khoảng 290-300 thôi. Đấy. Rất nhiều sự lựa chọn cho bà con các bác anh chị với cửa tiền mà bà con đang mong muốn. Nên là không ngại tiền nào của đấy, các bác đến xem xe, xem chất lượng xe là các bác sẽ biết được là xe nó được như thế nào, đúng không? Được bao nhiêu phần trăm. Nhìn con xe các bác biết ngay. Bên ngoài anh em nhìn tất cả những đường gân này, xung quanh xe nó đều thẳng tắp này, nó chưa hề có bả matit. Chưa có bả matit nhé. Đấy. Giờ không hiểu sao Vios loại đắt thế. Anh em thợ toàn chào Vios 2017 toàn chào 350. Đấy là giá thợ đấy các bác nhé. Nếu anh em mua dân thì anh em phải mua đắt hơn. Đấy, cái bình ắc quy này, xong rồi dây câu này. Cái này thì anh em thợ nhà em để đây gọi là đi cứu hộ con xe khác đâu. Con xe này không cần phải làm gì cả các bạn. Nhìn. Này, nội thất này. Ui xuất sắc luôn các bạn, xuất sắc luôn, không khoan đục nhá. Tư nhân chính chủ, không khoan đục. Máy số keo chỉ zin. Đây anh em nhìn này, vân sần cánh cửa này. Nó phải nói là nét căng xong lại nét. Con xe này như là người ta chạy cũng được ít lắm mà không có chạy dịch vụ cơ. Ví dụ trần nỉ nguyên bản này, ghế này rất là form, rất là căng. Khả năng cao là không chạy dịch vụ đâu. Cái chỗ này, chân này, chỗ này thường thường dịch vụ hay xước cơ. Con này không xước lắm đâu. Nói chung là con xe này rất là cứng và đẹp. Nốt nát này, nốt mới cứng này, quả này nốt mới cứng luôn. Đấy. Nốt này lớp tuần thứ 2 năm 2022 này. Con này mới thay luôn. Trên này cũng thế này, rất là mới này.
Đấy, anh em ăn luôn cái dàn nốt mới này thì quá ngon rồi. Con này năm tuần thứ 44 năm 2020. Đấy. Dàn nốt mới nhé. Đây, ưu nội thất này. Đấy, để nguyên bản theo xe thì nó sẽ này. Con xe Vios nguyên bản theo xe thì nó chỉ có một cái đầu đài Toyota nguyên bản theo xe này thôi. Vì người Nhật Bản người ta trọng tính an toàn là cao. Người ta không muốn lái xe tập trung vào những cái màn hình vô bổ ở trên này. Nhưng mà Việt Nam mình lại thích cái màn hình can lùi. Cái này thì mình có thể lắp thêm. Em cảm thấy nó không phù hợp lắm đâu. Anh em lái xe không cần phải nhìn màn hình. Anh em đấy. Lắp thêm cả cam hành trình thì lắp thôi, chứ em thấy màn hình thì đôi khi các bác vừa lái xe vừa bấm màn hình nghe nhạc ấy, nó không hay lắm. Anh em nào mà dùng mà nó an toàn được thì anh em hãy dùng, không thì anh em cứ dùng cái mày đầu đài kia là ok lắm rồi, cắm USB vào nghe là thoải mái rồi, Bluetooth cũng được mà. Đấy. Keo chỉ cánh này không mất một phân nào, không mất một phân nhé các bác nhé. Nếu có lỗi thì em tặng xe cho các bác luôn, nếu lỗi tặng xe luôn, cốp kính zin hết, tôn vỏ mỏng tanh này. Đây các bác nhìn nội em này, keo chỉ cánh này nữa đấy, ui zin hết. Sợ thật. Xe zin đẹp, nó khác hoàn toàn anh em nhé. Nhìn nội thất nó khác hoàn toàn luôn. Xuất sắc luôn. Đây, anh em nhìn nội em này. Đấy. Keo chỉ zin hết luôn. Đây. Quá đẹp. Nhìn cái quả vô lăng với củ số này đã biết là xe gia đình này. Đấy, ui giời ơi, bàn đạp chân côn, chân phanh, chân ga này. Nó gọi là mới cứng luôn các bạn. Đấy, mới mức độ này. Mới cứng luôn các bác nhé. Đây, củ số này. Củ số đây. Ui dồi, mới. Mới thôi rồi luôn. Vô lăng ủi nóng lắm. Bật điều hòa lên cho nó mát. 9.8 vạn, 10 vạn. Chắc chắn là xe này cũng khó chạy dịch vụ rồi. Ở nhà chứ không chạy taxi các bác nhé. Không chạy taxi, chỉ có chạy dịch vụ ở gia đình thôi. Tức là có khách thì chạy các bác nhé. Còn cái quả vô lăng này thì mới củ số này thì em nói các bác là như mới. Nó không hề có một chút nào gọi là bóng hay mờ cả. Các bác nhìn này. Đây duy chỉ có chỗ này, ngón tay cái anh em gặp vào đây thì nó hơi mờ đi một tí thôi, chứ còn đâu thực sự là rất là mới nhé, không hề xước sát gì. Đấy, đây. Nói thì bảo chém nhưng mà giá thì đắt thật, thực sự luôn. Giá rất là đắt các bác nhé. Rất là đắt. Thời điểm hiện tại giá của Vios nó cao trên trời luôn. Giá Vios nó ở trên trời luôn. Không hiểu sao đợt này nó đắt thế. Đợt trước bọn em bán chỉ có ba dòng này, chỉ bán 33, 34 thôi. Nhưng mà bây giờ nó lên 36 cơ. Đắt kinh khủng. Mà không có mà mua. Nên bà con có bác anh chị nào có vai ớt số sàn đời cao từ 2014 đến 2017, 18, 2020, 21, 22, gọi điện cho Khải Đăng ô tô. Nếu người ta đã giả mà các bác một giá rồi, em sẽ cộng thêm 5 đến 10 triệu nữa để phục vụ cho bà con có bác anh chị. Nếu xe đẹp, xe lỗi, xe đâm đụng ngập nước thì em không mua anh em nhé. Nhìn tất nhiên là sẽ có người người ta mua, nhưng mà sẽ bán rẻ cho các bác ở đâu đó thì anh em cứ nựa nựa. Còn em không mua thì đâm đụng nặng ngập nước, ba chạm nhẹ sức sát các thứ thì gọi cho Khả Năng ô tô, em vẫn mua bình thường. Vì những mẫu đấy nó thật với các bác này, xe nó đầy tràn ngập bên này mà đâm nhau suốt ngày mà lại bảo không lỗi thì vô lý. Tí chỉ tí chung các thứ thì không để ý. Còn lại là những xe ngon đẹp như này em mua rất là cao. Ví dụ trước này em có thể mua đến 335 triệu đến 340 triệu về bán cho các bác 350, 360 là em có lời các bác nhé. Nên bà con có bác anh chị cứ xe đẹp càng tốt các bác nhé. Anh em nào muốn mà bán cứ gọi, vì giờ khách hàng người ta cũng chuộng xe đẹp cơ. Người ta đắt một tí, người ta thà mua đắt một tí còn hơn là mua xe xấu. Có thể là anh em mua con dịch vụ nó tầm 28 thôi, 29, 300 thôi, nhưng mà có những con mà 340, 350 anh em vẫn muốn mua. Nên là tiền nào của đấy anh em là cố được tầm nào anh em cố. Chứ dòng váy ớt này nó thật bà con có anh chị, kể cả dịch vụ rồi nó vẫn bền, nó vẫn ngon, chứ nó không đến nỗi xấu như kiểu mấy con khác đâu. Nên bà con cứ an tâm nhé. Giờ thì em sẽ cho mọi người xem phần khoang máy. Máy trắng của nó, ưu điều hòa mát ấy, không muốn ra nữa. Điều hòa mát không muốn ra ngoài nữa. Đây là phần khoang máy động cơ, ưu máy nổ thế này thì bảo sao. Máy nổ như này thì không mua thì mua con gì các bác này. Đây, úi dồi ôi, mặt máy còn chưa mở này, làm ăn cái gì. Đây này, mặt máy còn chưa mở này các bác nhìn này. Đấy, keo zin của nó này. Đây các bác nhìn thấy không. Và máy này máy trắng nhá. Đùa van qua van đùa đây. Máy to hơn là số máy nhìn rất là dễ. Số máy là 2NRX062129 này. Đấy, số khung thì nó ở nằm dưới ghế bên phụ. Đây, anh em nhìn này. Keo chỉ zin hết. Cột đầu rằng đầu ốc lỗ kỹ thuật và keo chỉ phần đầu cabo cũng nguyên zin 100% luôn. À đây, chỗ này hơi nứt nứt một tí thôi, không phải là lỗi nhé.
Đấy, cái chỉ nó nóng, nó nóng ra, nó nứt ra đây một tí thôi này. Đây là vẫn là chỉ zin này, anh em nhìn đâu, nó nứt ở giữa này. Nhiều anh em không biết này, cứ bảo là lỗi, không phải nhé. Chỗ này nó hơi xô vào đây một tí mà nó chỉ nứt thôi, chứ nó không hề có lỗ, không hề có cảm giác như là nó bị nàn lại hay là nó bị đâm vào đây, sâu vào đây thì nó không nói. Đấy, nó chỉ hơi xước xước một tí thôi, không vấn đề gì cả. Gần như không lỗi nhá. Zin hết cho bà con các anh chị nào muốn kiểm tra. Anh em nào mang test hãng thoải mái nhé. Máy số thân vỏ keo chỉ zin, nổ không nghi không nổ luôn. Mới đét đời 2016. Cuối năm mà zin hết. Một chủ từ mới sử dụng. Bên em chào bán mức giá là 368 triệu đồng, còn bớt cho bà con. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo.